cuối cùng cũng đến ngày này mũi trưởng long bị hậu hoàng nắm thớp phải đánh trống lãng ngay tức thì cơ mà ai nắm thớp ai cũng được fan mũi trưởng long và hậu hoàng thì cứ để thuyền cái đã đồ hot của sao nhập ngũ trong thời gian qua quả thật không có gì để bàn cãi ngoài những diễn biến bất ngờ và hài hước trong từng tập dân tình còn đặc biệt chú ý đến thuyền của mũi trưởng long và hậu hoàng đặt gạch hóng hít từng trailer hóng đi mới nhất trong trailer tập 7 của chương trình, fan của couple chú bộ đội và nữ youtube còn thêm phần thích thú khi chứng kiến hậu hoàng nắm thớp mũi trưởng long. Chuyện này thực sự hiếm có ở sau nhập ngũ, bởi đồng chí mũi trưởng vốn nổi tiếng với sự tập trung khó ai bắt bẻ được. Cụ thể, sau khi tham gia một trò chơi, mũi trưởng long đã đưa ra quyết định rằng đội nào giành chiến thắng sẽ được phần thưởng. Tuy nhiên, khi mọi người đang hao hức nhận quà, thì anh lại buông ra một câu nói chân hững phần thưởng để công bố sao phản ứng trước thông báo này hậu hoàng nhanh miệng như đi guốc trong lòng mũi trưởng đồng chí chưa nghĩ ra đúng không ạ à? có điều mũi trưởng long không nói đúng cũng chẳng phủ nhận chỉ chuyển hướng sang đội thua và tuyên bố hình phạt đương nhiên dân tình không khỏi vì cười và tiếp tục công cuộc đẩy thuyền phía dưới trailer phan hậu hoàng và mũi trưởng long mạnh dạng tiến tới đi anh chị ơi thích cặp đôi hậu hoàng và mũi trưởng long quá hóng mòn mỏi để xem mấy cảnh tình cảm của hậu hoàng và mũi trưởng luôn đó